sắp tới mới nổi ha. Chào các bạn đến với kênh YouTube của mình nha. Thì hiện tại mình đang đứng ở cổng chùa Miếu Nổi nè. Thì hôm nay mình sẽ đi review Phù Châu Miếu, chùa Miếu Nổi ha. Có thể là hôm nay là hơi nắng một xíu. Chung hai bên họa tiết rồng không ạ, đó con rồng đây nè.
Họa tiết rồng. Đây là vảy rồng. Ở bên kia đối xứng cũng vậy, một con rồng. Thì mình sẽ tiến hành đi vô bên trong của bên ngôi miếu này nha. Mở cửa từ 7 giờ sáng tới 5 giờ chiều nghỉ ha. Hiện tại mình đang vô bên trong đấy. Sang quân này thờ Huyền Thiên Thượng Đế. À, dưới này là rùa, ở dưới này. Này thò chân cái đất. Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Khó đọc lắm.
có những cái lối kiến trúc của người Hoa ha, rất là cổ. À, bên đây thì có một cái đa này, cái đa này mới có lẽ như là cái đa này mới chặt. Thank you.